Liên Âu tăng cường kiểm tra 7 nông sản Việt Nam, tính đến từ Brussels. Liên hiệp châu Âu vừa ban hành quy định mới nhằm tăng cường kiểm tra gần 100 loại nông sản nhập cảnh, trong đó có 7 loại nông sản của Việt Nam. Đài RFA hôm thứ Năm trích dẫn một thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Liên Âu cho biết các mặt hàng lá rau mùi, lá rau húng quế, lá bạc hà, rau mùi tây, đậu bắp, hạt tiêu và trái thanh long sẽ được kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu tần suất kiểm tra đối với trái thanh long là 10%, các sản phẩm còn lại có tần suất kiểm tra là 50%. Quy định mới còn yêu cầu mỗi lô hàng xuất cảng phải có giấy chứng nhận của các phòng xét nghiệm được ủy quyền của các nước xuất cảng. Các lô hàng bị tái kiểm tra tại cảng đếm sẽ bị tiêu hủy nếu có dư lượng các chất độc hại như thuốc trừ sâu, chất diệt khuẩn hay chất diệt nấm mốc vượt mức cho phép. Theo báo mạng Vietnam Economy, trong năm 2017, ngành rau quả Việt Nam đã kim ngạch xuất cảng hơn 3.5 tỷ Mỹ Kim. Mục tiêu đặt ra cho năm 2018 là tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái, tức khoảng 4 tỷ Mỹ Kim. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam đã đạt hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Hiện Trung Cộng là thị trường dẫn đầu về nhập cản nông sản của Việt Nam. Hơn 74% kim ngạch xuất khẩu cảng rau quả trong 7 tháng qua là vào thị trường Trung Cộng. Sau Trung Cộng, Hoa Kỳ và Nam Hàn là hai thị trường lớn khác cho rau quả Việt Nam. Em thấy cái điều này rất cần, cần thiết